Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả thân thương đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho bạn biết được về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo của tất cả quý vị trong tháng 7 âm lịch sẽ như thế nào, tốt hay xấu ra làm sao. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn thế nữa, bạn có thể xem tử vi trong tháng 7 âm lịch này cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 của mình qua kênh Phong thủy Gia Cát. Nội dung tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 7 âm lịch này được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, thông qua việc xem tử vi, chúng ta có thể nắm bắt được vận hạn của mình trong tháng 7 âm lịch. Đồng thời qua đó, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị những phương pháp hóa giải vô cùng hiệu quả về vận hạn, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và tài lộc. Qua đó giúp quý vị có được một cuộc sống tốt hơn, không còn bị những thị phi, tai ách do vận hạn của tháng 7 âm lịch mang lại. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình lá số tử vi của những quý vị gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người tuổi này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng và đôi khi tỏ ra khá lạnh lùng. Trong tháng này sự nghiệp liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió, những phương diện mà bạn cần phải lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với những người thân trong gia đình. Đừng làm mọi chuyện theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ, khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp mậu dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng này cũng nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, cũng cần có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi công việc tháng Mậu Thân cho gia chủ Kỷ Hợi, sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với những người nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn rắc rối trong công việc. Khuyên bạn hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị tuổi Kỷ Hợi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng Mậu Thân năm 2022, về mặt tài chính của con giáp này không có nhiều điều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo cũng khiến cho bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cũng cần phải có thái độ cẩn thận, tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được nhiều thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng, tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp cho bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả, thậm chí giúp đỡ được mọi người xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong thời gian này không được lạc quan cho lắm, bởi vì tuổi tác đã khá nhiều, không nên làm những việc quá sức dễ gây những tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc và không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các quý vị gia chủ Kỷ Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy công năng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 7 âm lịch cho quý vị gia chủ Kỷ Hợi trên phương diện tình cảm, gia đạo cho thấy nhờ cách ứng xử khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai và thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, nếu chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân bị cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, chẳng hạn như là một chuyến đi du lịch. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Kỷ Hợi, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp quý tỵ, có nạp âm trường lưu thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp ất tỵ, có nạp âm phúc đăng hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sâu về tử vi của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.